Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình nâng cấp nhận 5 triệu token có ký hiệu là A11 các bạn. Một token A11 bằng 0.409 UDT các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở tài khoản sự start. Sau khi bấm được start xong các bạn cho nâng cấp các bạn. Sau nâng cấp xong các bạn lướt cấp tra nè. Lướt cấp tra xong thì các bạn bấm vào mục submit detail các bạn. Các bạn join vào kênh group kênh seller các bạn. Rồi các bạn copy cái hashtag này các bạn follow vào tweet nữa các bạn. Rồi vì mình đã tweet rồi các bạn chấp nhận cho tweet cái hashtag này các bạn. Giờ tan ba người bạn mình vào. Rồi bạn bấm đáp lên nè. Rồi bạn bấm don. Tiếp tục thì bạn gửi lưu chị đường link profile Twitter mình nha các bạn. Trên Twitter bạn nhấp cho bao cánh cùng, nhấp cho hồ sơ nè. Các bạn nhấp bao cánh cùng nè, nhấp cho chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè, các bạn mới đắp lên các bạn. Rồi bạn dán như này, các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ bên bì xe mát trên BET20 trên YouTube Collect nha các bạn. Rồi bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục các bạn xoan xào kênh này gấp các bạn. Rồi bạn xoan xong bạn bấm đòn. Tiếp tục các bạn gửi là một cái đường link các bạn đã delete các bạn. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra nè. Bạn nhấp vào bao canh cùng, nhấp vào hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài đã tweet và tan ba người bạn với hashtag này nè các bạn. Rồi bạn sẽ chép liên kết, rồi bạn bắt up lên nè. Bạn nhắn vào đây. Bạn chưa bắt. Tiếp tục bấm status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 5 triệu token A11. Đây là link ghép của mình, các bạn lấy link ghép chia sẻ trong que và người thân để kiếm được token cho các bạn nhé. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.